Ca sĩ Ngọc Sơn tung ảnh cưới úp mở chuyện lấy vợ. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc sến, mặc dù ngấp nghé tuổi 50, thế nhưng Ngọc Sơn vẫn miệt mài chạy show mà chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ. Từ trước tới nay, nam danh ca vẫn chưa từng công bố một mảnh tình vắt vai. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ngọc Sơn bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là ảnh cưới. Nam danh ca mặc vest màu trắng chỉnh chu, đứng trên bãi biển, bên cạnh là một người con gái mặc váy cưới màu trắng. Cả hai ôm eo vô cùng thân mật, khiến nhiều người đang nghi vấn anh tổ chức đám cưới. Nam danh ca hài hước chia sẻ, nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng quà gì, khiến nhiều người thực sự bất ngờ. Tuy nhiên, hé lộ những hình ảnh trên, danh tính cô dâu vẫn chưa được nam danh ca công bố. Toàn bộ những hình ảnh đều được chụp từ phía sau và chưa hề lộ mặt. Rất nhiều bình luận đòi công bố hình ảnh của cô dâu, cũng như mong muốn nam danh ca sẽ thông báo ngày đại hỷ đến cho mọi người. Nhiều bình luận khác cũng đã gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc của Ngọc Sơn. Vậy là sau hơn 40 năm lẻ bóng, nam danh ca cũng đã quyết định tìm bến đỗ cho mình, hay đây chỉ là những hình ảnh sắp tới trong một dự án của anh? Hiện tại phía Ngọc Sơn vẫn chưa lên tiếng về thông tin cưới vợ, người hâm mộ thì vẫn một mực tin rằng đây đích thị là sự thật. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, thông tin Ngọc Sơn sắp sửa làm chú rể cũng được lan truyền ầm ĩ. Danh tính cô dâu không ai khác chính là Như Quỳnh. Thông tin trên bắt nguồn từ loạt ảnh nữ danh ca thân mật với ông Hoàng Nhạc Sến trong biệt thự 100 tỷ đồng, càng khiến dư luận tin rằng đây là sự thật. Ngay sau đó, Ngọc Sơn cũng đã lên tiếng về vấn đề trên. Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình dấu yêu, luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chắc là mọi người thấy Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gán ghép vậy thôi. Cả nhà ơi, chuyện này không có đâu. Nam danh ca cũng thừa nhận, nếu có tin vui thì sẽ ngay lập tức thông báo tới khán giả.